đây là cái đĩa bánh chuối sau khi chúng ta đã chiên xong như thế này, nó rất là vàng, ngon, hấp dẫn như thế này. Và chúng ta có thể làm để bán rất là ok. Đó, rất là ngon đúng không ạ? Đó, mọi người thấy đấy. Đó, rất là xốp nha. Thế nào cũng như cái đó luôn. Chắc là giòn.